Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm họa. Phong trào khoe bánh chưng tự gói trên mạng đang lên đến cao trào. Mọi người hết trầm trồ với những chiếc bánh hoàn hảo lại cười lăn với loạt sản phẩm thảm họa. Là món mỹ vị không thể thiếu trên mâm cỗ Tết cổ truyền, bánh chưng trở thành một biểu tượng của Tết. Vì thế, cho dù có thích đồ nếp hay không, phần lớn mọi người đều tràn đầy cảm xúc khi nhìn thấy hình ảnh bánh chưng trong những ngày cuối năm. Nhiều người dù bận rộn vẫn hào hứng với việc gói và nấu bánh chưng để được cảm nhận không khí Tết. Không khí Tết sôi động thể hiện rõ nét trên mạng xã hội khi người người đua nhau khoe ảnh bản thân và gia đình tự gói luộc bánh chưng đón năm mới. Hình ảnh bánh chưng tự gói góp phần lan truyền không khí háo hức, hân hoan của những ngày giáp Tết. Mặc dù bên cạnh những chiếc bánh đẹp đến mức hoàn hảo mà nhiều cư dân mạng gọi là siêu phẩm, có không ít chiếc bánh xứng danh thảm họa khiến ai thấy cũng phải bật cười. Cùng chiêm ngưỡng những chiếc bánh chưng với muôn hình vạn trạng mà cư dân mạng chia sẻ,